Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái bức tranh bằng hoa tươi các bạn ạ. Let's get it. Đề xuất thôi.
hả? À đúng rồi, như cơ phủ á. Còn đó nữa. Cái thằng đấy cái hàng ăn của mấy thương một kiểu đi là ngon ngon á. Mình bỏ được dưa, trong Sài Gòn mình bỏ được dưa.
mập màu đỏ màu đỏ ấy. Hả? Mảnh cái mập màu đỏ ấy. Mảnh cái mập là màu đỏ ấy. Mảnh cái mập là màu đỏ ấy. Cái gì? Cô đi học cô rồi đấy. Cái gì? Cái gì? Thiên tàm à? Thiên tàm là tên nó đưa tên cái tàm là và thiên tàm cho mà cũng hiểu. Mua là chắc không? Quay tập xong thì về à? Em đem đồ lên luôn. Bận quá. Ừ. Ở trong máy mình. Máy những sản cà phê đều không thả. Là nghỉ hết chơi ra nghỉ chơi luôn. Em ăn chỉ cà phê đâu đi còn ăn không? Hử?
điên à? Điên đâu? Mà thôi những gì nó thoải mái rồi. Không là không về nhà chỉ đi chơi về càng bữa thôi, chắc phải cỡ 10 giờ, cần 10 giờ hơn rồi. Đi em mới ngang chỗ chứ đó mà được mua mấy chỗ mua đã con xã huyện á, mua chứ đó à, ba sữa vừa mới có 2 máy. Có 2 lần mà đưa đây đây nè. Sợ đó, chuẩn bị về make up, make đồ, tắm rửa sạch sẽ, phơi nắng ba. Bơi à? Biết đấy, có lạnh đấy. Thế cái chỗ mô rồi đó. Cái chỗ mô mà sủi nhớ chảy nó sạch, nó chảy liên tục á. Con mà hẳn có chảy liên tục là nhiều. Em massage kệ vậy.
được cho được cả. Các bạn ta sẽ tiếp tục nha. Bờ vai của em là nơi mà ta yêu. Em muốn mơ tưởng anh hay sao mà mãi chưa thấy khi em từ xa. Nhớ. Kiểm tra không? Bạn đi. Ghê. Để ra bữa 10 năm sau bạn mới cổ à? Nắm được rồi đấy. Oh my goodness. Được đi thi pháp việc á, làm một đô thăng nữa, đô lưu vi đô nữa.
cà phê ăn nhau sao đấy. Mà trời trong cái hồi tên này đó, mà con đi nó về nhá, mà không có một ly quá, như cả quá. Mà chưa, mặt làm như sữa như kiểu lợn sữa như kiểu da như lợn kiểu như mỏng á mặt cái tay đang là đẹp đó mà thằng đi làm lại ủa làm dạng à à cái này đi cặp hẳn lên nhìn mê lắm kiểu vừa đẹp mà vừa cả tỉnh á. Quý hỏi khi mua ra nói chiều mai hoặc sáng một hỏi anh quý khi mua ra mà còn nói chiều mai hoặc sáng một và anh cứ cầu này chứa mệt cầu hai chứa người kiếm khó tình sợ khó tình giả má em thấy em khó tình đôi mà thấy như vậy khó tình anh không cái gì ăn cái gì nữa mà nghĩ là mình phải cũng mình phải khó tình đấy không phải khó tình mày ra khó tình đâu. Kiểu hãy nói về cái hãy là thằng bác sĩ á cũng tệ không có mà con cụ nha ai hỏi đến bà lai đó đại bà lai phía lên là cái ngày đầu tiên đi làm lâu rồi mới làm lại nên thấy đi làm lại kiểu luôn ấy để thương luôn giống như đi chơi thôi. Sướng nữa được nha chứ dặn tôi chỗ quái được đi chơi chứ đi làm ngày đầu tiên về stress lắm nghe đi khỏi được bài buồn đó có làm được không. Đâu có cái con quái được tạm không? Anh Trung thấy. Dạ anh Trung đi sợ.
Em đi một rồi em lên đấy, mới khi nào mà ăn cơm xong á. Không ai chưa ăn mười bộ thứ tám này. Không do hàng lâu đó hẳn vô cái ba lô nữa phải không? Chắc chắn luôn. Có giặt có người có. Rửa là mà giặt mới hẳn hẳn kêu để trong. Yo, what's up? Đi sửa cái đoàn đâu mà làm gì ơi? Không, em đi về sớm con người tạm hình dơ về. Cái gì? Như thế nhờ cái đôi tạm hình dơ về đây. Thì mua em tổ đã ghế làm thì 7 giờ, cỡ 7 giờ rưỡi là ghế làm rồi. Thầy làm rồi đâu. Nhìn đỏ bụng á. Chứ ngồi thêm cũng ngồi nổ. Nghe là nói thôi, chỉ tưởng nói à. Bộ là chi? Cái tên làm một ngày mới bãi bộ mô lần. Không, ngày đó. Ngày đầu tiên mới làm như rửa à, đi làm lại mà làm như rửa là ghê rồi. Chị Thảo có ngày làm 16 bộ. 16. Buổi sáng á. Buổi sáng đi sớm xong rồi về ăn cơm xí xong rồi đi làm. Về nhà rảnh thì vẫn quay được mà. Em đừng là chị. Một ngày duy nhất sống mãi chị sẽ lớn lúc đó. Là ngày này chị ngủ mấy tiếng? Ngủ 4 tiếng. Địt lại á, chạy địt lại á. Chạy còn 2 cái máy, mãi lại chị cũng đi được luôn. Mà rồi chắc là quay tiền qua trong thai chứ đừng nghe rồi mà áp lực quá. Nghe kiểu nghe thương thương mà quay thương thương á mà quay hai máy á, cái tay quay hai máy mà quay 16 bố là cùng ghế nè, nhưng phải dởm á nè. Thì em tỉnh đấy là ngủ 4 tiếng. Kiểu trong kiểu con đó quay. Đang là ôm đâu luôn. Nghe đi ha, bài bố máy. Cô đứa gì đấy sợ. Sống với thằng là chị ngủ thật 11 giờ. Ừ, chị nữa ngủ 11 giờ, hoặc là dậy đi làm lại mày ghế lên. Cái đỡ mà dậy lên mày không chọn lắm. Em còn một lần gì đó, mày sợ lắm, mọi ngày nó kỷ lục lắm. Đi chơi điểm sánh á, bụng với sáng về. Mới 8 giờ còn mặc ở xuất thi đứng rồi, đứng cái mặt đi. Mà xong một buổi trưa vô ngủ từ chiều mà mày cả anh quản lý là anh chơi ở ngoài á. Mà vô ngủ cho ngủ luôn, ngủ chiều về luôn. Này, ngày này là kỷ lục nhất cuộc đời lắm. Ăn nhậu gì sơ nhất, 4 giờ sáng, 3 giờ sáng mới đi chạy quánh, quánh kiếm trò chơi nữa. Xong 4 giờ sáng mới về thẩu nha. Kiểu cái nặng súng á. Không phải, cái này cũng mệt, mới phải ai cũng đi hết á.
mà mày cha đừng lưu tin mình, mà tao đi làm buổi sáng mà mi chơi đi rồi, mà thằng bồ ở nhà ngủ ấy, mình đi làm chắc mệt lắm. Mới gặp bố đừng mà lanh nữa. Ê, rượu mệt. Rượu quá. Rượu. Đừng đó luôn. Khổ gì sao? Ê, mệt. Đừng dành thật nè. Ngừng về rồi. Chứ đó khi mua mà ăn sớm tí đúng giờ mà hoặc là lên trên 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 lao có chỗ mình mua đồ này thế nghỉ tao 15 phút chỗ năm á cái mà toàn củ đêm cái củ đêm à. Em quá dung như chị tưởng nghĩ quá là nghĩ ra quá, em phải giàu như nhật cô rồi quay em có em quay không em quay á con mà đang mới giọng nhật mới quay gì sợ được từ hai vợ chồng ngồi quay về nhau quay phim heo. Không, nếu mà rảnh thì cứ đem đồ về nhà mà quay. Quay về nhà một tuổi á. Chứ đừng gắn quay trên một phòng có mệt. Ví dụ, chi đó. Ví dụ. Rửa đồ được thoải mái thôi, quay thì. Ờ, tính. Thẳng vào rồi, thẳng đi. Thẳng đi hả? Chuẩn bị. Chuẩn bị về. Tôi nói, đánh thủ chơi đi. Và bữa đẻ cũ và hiện đi đó. Chị Ngọc giàu tiền để mua chuyện nữa mà tiêu cây với mi. Đám cưới xong mà dư 37 triệu. Mang máy tính. Tao nói máy tính. Mang tính. Riêng 4 cây vàng là mày rồi, 27 triệu chứ. Đồ cho mày được có động lực năm tí. Ừ. Đúng là chị có thể bao này. Đấy. Chị có thể bao. Chị sửa. Dễ thơ lắm. Một cái mức mức hưởng đó mà được gấp thái năng lượng lúc. Đi làm đi khi năm cưới chị. Được rã mà không thêm lượng lượng á hả? Ôi chào mày. Tạm biệt các bạn nha.